Hai ba. Lời nói đầu tiên thì cho Kim Duy xin gửi lời chào đến với tất cả các ban giám khảo, các vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng giống như là tất cả quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ. Mọi lời chúc tốt đẹp và mọi lời chào trân trọng nhất. Thì ngày hôm nay khi mọi người đọc tiêu đề cũng giống như là những hình ảnh thumbnail thì mọi người có thể biết được rằng tập ngày hôm nay sẽ là tập về cuộc hành trình của Kim Duy trên con đường trở thành một Miss Universe, một tân hoa hậu Hàn Quốc Việt Nam năm 2021. Có một người đàn chị, một người mà đã từng đồng hành cùng với lại Kim Duy, cùng với lại chị Vân năm ngoái nữa trong những cái dự án. Dạ. 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 Đấy chính là chị Hen. Thì thật sự là rất là vui khi mà ngày hôm nay chị Hen có mặt ở đây để cùng đồng hành với lại Miss Grad to Miss Universe tập 1 cùng với Kim Duy. Thì không biết là chị Hen có một xíu cảm nghĩ gì cho Duy cũng như là khán giả được không ạ? À? Chị Hen đã bánh cuốn rồi kìa Hen. Thì thật sự là cũng rất là hồi hộp cho Kim Duy. Tại vì từ đó đến giờ là Kim Duy cũng chưa có thoát khỏi cái hình ảnh hiện tại của mình lần nào hết. Và với tư cách là một người đã đi trước, đã thử rồi, thì mình cũng rất là háo hức mong chờ với hình ảnh sắp tới của Kim Duy. Thì chúc Duy sự thay đổi này sẽ thành công, không bị ngã vàng quá dơ. Dạ, chị đen hơn mà chị còn làm được thì em cũng làm được. Dạ. Thì bây giờ thì trước khi mà bắt đây vào cái cuộc hành trình makeover thay đổi bản thân á, thì Nguyễn Huỳnh Kim Duy với lại chị Hen sẽ ăn bánh cuốn một cái. Tại vì sáng giờ chưa ngủ dậy, chưa được ăn bánh, chưa được ăn sáng. Thôi nói chứ bây giờ thì Kim Duy sẽ tắt máy để cùng ăn với chị Hen nha mọi người. Tại vì chị Hen hôm qua là mới gọi là mới meticulous mấy cái nét mặt rồi đó, cho nên chị Hen không có dám cởi khẩu trang ra. Rồi tạm biệt mọi người và tí nữa gặp lại mọi người khi mở quán ở chỗ làm tóc. Bye bye mọi người. Alo, rồi mọi người, thế là Kim Duy cũng đã đến được với lại cái chỗ để mình có thể makeover cho cái my hair này. Đây là người đồng hành của Kim Duy là chị Hen. Chị Hen xuyển. Đây là chị Hen sẽ là người ngồi đợi Kim Duy trong mấy tiếng đồng hồ khi mà Kim Duy thay đổi hình ảnh. Thì chị Hen có cảm thấy phiền không ạ? Phiền. Chị Hen kiểu chị Hen dụ em mà. Rồi. Yeah. Nó dụ em đi nhuộm á anh. Dạ yeah, hả? Đúng rồi đó. Trời ơi. Má nhuộm chưa bao giờ nhuộm, em cũng không mới định nhuộm, chưa bao giờ nhuộm luôn. Em nhuộm cho mình nó trắng nha trời. Trời ơi trắng. Bao trắng luôn trời, nước da gì thì trắng quá đẹp luôn rồi. Sao không nhuộm giống đen đen đen. Sao hai người hai nước da như vậy là được. Bạn này đang áo. Đó. Trời ơi. Nói chuyện em trắng mà không biết người. Mình đã đang tẩy lần một. Tại vì cái tóc mà muốn lên được cái màu, cái màu gì tí đưa đợi cuối clip mọi người biết nha, thì nó phải là tẩy hai lần. Chứ đúng rồi chứ giờ thì Duy cũng chưa biết là màu gì. Dạ. Thì cái cảm giác vẫn còn hơi sợ. Sợ nó chuẩn bị rác. Khúc này rác chưa vậy anh? Cái này cũng phải, tại vì mình cho mình ngồi đầu thì mình sáng á. Thì mình có gào ra đầu thì oxy nó tác động vô thì nó có hơi rác cho đầu. Nhưng mà thường thường á, người ta rác là rác từ khúc nào để em biết em chuẩn bị cái nè. Rác từ khúc nhiều là khúc rác. Tại vì nó có nồng độ oxy. Vậy hả? Mày order người ta một bình nước biển coi nè. Đã vậy? Đúng rồi, cho nó hợp lý. Ngồi về trước nó xong. Gọi đầu rồi ngủ ngon thì nó không có ngái tiệm người ta nha bà. Ngủ không có ngái. Ủa, hôm bữa nào nó có ngái không anh? Dạ. Bạn em không có gì chơi ngủ là hay ngái với hay mớ. Còn em này ngủ thì hay giật ngồi dậy cười. Ê, cái đó là gì? Chiếu tim là về đi. Em ngủ là em hay bị cười lắm nha. Vậy á. Giống như là em mơ mà em giỡn mơ. Biết sao nữa. Nó giỡn nguyên ngày chưa đủ. Mơ nó cũng giỡn tiếp. Em ngủ nha, người ta cũng nói là em ngủ thôi mình nói là em hay cười, em nói chuyện nhớ. Lúc đó mà thực sự mà ai không biết một nửa đêm ngồi nghĩ mà cười vậy tao nói một gì. Không phải, chắc không phải em đâu ai á. Ghê quá, tao giỡn bậy quá. Bây giờ thì theo như lời của anh nói thì tôi sẽ ngồi đợi 40 phút để tẩy lần 1 xong, sau đó đi gọi đầu và sẽ tẩy lần 2 rồi cuối cùng mới là úp màu. Thì tổng thời gian cho cái buổi hôm nay Kim Duyên phải ngồi đợi là tầm khoảng 4 tiếng hơn. Thì tôi muốn chia sẻ với mọi người một thông tin là cũng rất là may mắn khi bờ đợt này Tiki connect với lại bé Duy Cơ Bắp. Thì nếu mà mọi người xem video của tôi vào thời gian gần đây á, thì mọi người biết là mình đã là một khách hàng thân thuộc, mọi người là một khách hàng rất là thân quen của Tiki rồi. Thì trong video đợt này lại như vậy thôi mọi người, tôi lại mua một món hàng mà tôi nghĩ là đó giờ sẽ không bao giờ tôi dùng tới, nhưng mà đợt này tôi đã dùng, đó chính là chai dầu gội khô Girl Only. Nhưng lý do vì sao tôi mua chai này là tại vì con Phúc Tiếp nó dụ.
Mọi người ơi, tại vì á, những cái màu tóc tẩy, những cái màu tóc hồi trang như thế này á, thì mình phải là nên hạn chế gội đầu, nên hạn chế tiếp xúc với nước, tại vì nếu mà gội đầu nhiều quá thì cái màu nó mau bay lắm. Nhưng mà mình cũng không thể nào sống với cái đầu dơ bê bết mà ra đường được. Cho nên là cái vị cứu tinh của tụi tôi đó là chai dầu gội khô, đúng không? Chỉ còn xịt lên một cái thôi thì tóc nó sẽ bồng bềnh trở lại rồi. Nhưng mà recommend là mọi người nếu mà mua cái loại này á, thì nên mua cái màu cam nha. Tại vì nó sẽ giúp tóc mình phồng rất là nhiều, rất là đẹp. Hồi sáng nay khi mà hai tụi tôi hẹn đi ăn sáng thì tụi tôi gấp quá, tụi tôi bị trễ giờ, cho nên không có kịp quay cái cảnh mà sử dụng hồi sáng cho mọi người xem. Cho nên bây giờ tôi cầm theo để tôi review cho mọi người. Thứ nhất, thứ hai nữa là cho con tít nó mượn. Tại vì tóc của tôi bây giờ không thể nào mà xịt được mọi người, tại vì tít nó nhuộm xong thì các anh các chị sẽ xịt rồi, sẽ nhuộm dầu gội tím ở đây rồi. Cho nên bây giờ tôi sẽ thử cái chai này lên tóc của con Phúc để xem như thế nào. Đi sáng giờ nên là cái tóc mái của tôi nó cũng hơi bớt rồi đó mọi người. Nên bây giờ nó phải xích. Đi sáng giờ gì, sáng giờ mới đi ăn sáng, không mày làm như đi từ sáng đến giờ cả ngày đi trời đó. Và tôi sẽ để cái link mua sản phẩm này ở dưới phần mô tả, nếu mọi người cần thì mọi người nhớ bấm dưới tham khảo nha mọi người. Thì rất là thích ở Tiki, một điểm là Tiki giao hàng nhanh, giao hàng trong 2 giờ và hàng chính hãng, cho nên chúng ta thể an tâm được vấn đề đó. Sau một khoảng thời gian mà Tiki connect với tôi thì tôi vô tình trở thành fan của Tiki luôn nha mọi người nha. Đó. Đâu, cái máy bồng bền lên liền thấy không? Phòng phòng. Ra nét gì rổ rồi đó. Nãy giờ là hơi bê bớt nha. Sorry mọi người nha, tại vì ở đây là các anh chị đang sấy cho nên thì cái tiếng nó sẽ hơi ồn một xíu. Và sau khoảng tầm thêm nửa tiếng nữa thì cái đầu của tôi nó đã úp lên rồi mọi người, úp tông yellow lên nha mọi người. Nó khá rất là vàng rồi mọi người. Rồi, thì bạn tôi đã order xong 2 ly phúc long. Thì khuôn mặt của bạn rất là hứng khởi. Khuôn mặt đang rất là hứng khởi. Ủa lộn bậy. Em xin lỗi chị Hèn đi ơi. Em kêu chị bằng bạn. Chị Hèn em xin lỗi. Vẻ mặt hứng khởi khi ngồi đợi để tẩy tóc. Hèn đi ơi, ngồi Kim Duy đi cắt tóc. Đây mọi người, tôi là ly hồng trà sữa. Còn chị Hèn là uống gì chị Hèn? Sau khoảng tầm gần 2 tiếng đồng hồ để mà tẩy. Cái này tẩy bao nhiêu lần anh? 2 lần. 2 lần rồi nha mọi người. Thì tóc của mình nó cũng đã ra theo cái gọi là rất là trắng, rất là vàng luôn mọi người. Mà có một cái điều như thế này là nãy giờ tôi chưa đến công đoạn rác luôn. Mình đến khúc rác chưa vậy anh? Nhiều. Nhưng mà thường thường là bước này là người ta rác rồi đúng không? Đúng rồi, nếu mà mình đến bước này á, thường thường là người ta rác rất là nhiều. Có thể là da đầu mình khỏe, mình đã không bị ảnh hưởng. Rồi, cứ bóc phốt cái chỗ này mọi người, hứa với khách là rác mà không rác nha. Đó, may ghê mọi người là trộm vía. Đó, cho nên hy vọng giúp mình sẽ không rác chứ tôi sợ mấy cái đau đau lắm mọi người. Còn chị Hen thì vẫn rất là mệt. Chị Hen đang ngồi giật dựa. Chị Hen nó rất là đuối. Rồi, mọi người thấy như thế nào? Tôi thấy cũng cái màu này mà lên da tôi hiện tại thì nó cũng sáng chứ không phải là hông. Nhưng mà chút nữa sẽ có màu đẹp hơn, cho nên mọi người hãy chờ đợi đến cuối clip để xem màu gì nha mọi người. Mọi người hả? Sấy khô đi về đi. Sấy khô đi về, cái màu này được rồi nha mọi người. Đáng chưa? Nhìn này giống anh Chi. Nhìn cũng được quá nè. Nhìn giống anh Chi, đẹp mà. Tại da bị trắng, không này nói thiệt nha. Giống anh Chi đi á. Có ăn sale gì ở đây không mà khen nãy giờ? Đây đâu có sale đâu á. Có chia phần trăm ở đây không? Đâu có lý do mà tôi dắt mình lên đây. Khen lắm đó chị. Chị có chia phần trăm không hỏi thiệt. Đâu có lý do gì mà quần quẩy không có tiệm sao dắt mình lên đây. Gì đó mày chia phần trăm ở đây nè có không? Dạ ai đâu biết, ai biết đâu. Ai vô sao đâu người anh em. Drop name Duy over. Drop name Rio Weston. Đó. Nói chung á là từ cái vlog này trở đi thì tôi đang là gọi là Road to Miss Universe, đúng không? Mặc dù là Kim Duy nhưng rap name của tôi là Duy Over. Shout out người anh em Duy Over. Bro, hello bro. Còn đây Rio Weston nghĩa là rổ. Còn Duy Over nghĩa là gì mọi người biết rồi đó. Alo mọi người, đây là cái tóc của tôi sau khi tẩy chắc là lần 3 luôn rồi đó mọi người. Thì trộn vía là nó hơi rác rác một xíu, không phải quá rác. Mừng quá. Mà mệt quá nha. Bây giờ cũng mấy giờ rồi ta? 3 giờ chiều rồi đúng không? Đó, thì chắc là 5 giờ sẽ xong. Mọi người thấy như thế nào? Sau khi mà lần tẩy thứ 3 xong thì đến chuyên mục tiếp theo là Kim Duy sẽ cắt tóc. Nó sẽ không quá khác nhưng mà nó sẽ mỏng hơn một xíu, đẩy cao hơn một xíu để cái hình ảnh Road to Miss Universe này nó thật sự là chuyên nghiệp hơn. Còn chị Hen thì như thế nào vậy chị Hen? Chị Hen ơi, Hen này bị đau bụng rồi.
À cái màu này vẫn chưa là màu lên nha mọi người. Mới là màu tẩy hay đúng không anh? Không xong rồi. Ủa? Hôm nó giỡn xíu. Trời ơi. Trời ơi trời. Em đập đầu quá để cho anh vừa lòng. Mọi người thấy cái màu hồng không mọi người? Đó. Cái màu này là màu xám hồng. Nó có khói không anh? Thì nói chung là nó muốn cho thôi cho. Dạ. Tại vì mình còn về cái ánh hồng mà. Đó. Nói chung là mình là con cha mọi người, mình ghét màu hồng lắm mọi người. Này con nè từ cái ác bồ bát nè. Mình trời ơi con nè mày hủy tao dữ trơn á. Mình con cha mình ghét màu hồng. Mẹ ra cái quần luôn nè, cái quần luôn nè. Mình con cha mọi người ơi, màu hồng nó diêm vúa mọi người ơi, con cha để màu hồng thì hơi kỳ. Nè thấy không? Mà thích màu hồng cũng này, cái đôi giới màu đỏ nè mày coi tao nè. Con cha mà xài màu hồng thì nó hơi kỳ. Má. Con cha đừng có xài màu hồng mọi người, màu hồng thì nó hơi kỳ mọi người ơi. Mình có thấy cái bị rác gì không? Dạ không, dạ không. Vậy là da đầu. Anh đừng có nói, anh nói em tâm lý anh ơi. Ôi quên. Anh im luôn, anh đừng nói. Khi nào mà em nói rác là rác. Trời ơi, nè, giờ dắt mấy rác nè. Không giỡn á, chưa, không rác, không rác. Mọi người, sau một hồi suy nghĩ, thì tôi quyết định là nếu mà muốn thay đổi, muốn cho nó khác á, thì tôi chấp nhận nhuộm luôn lông mày nha mọi người thành màu nâu để cho nó mask với lại cái tóc hơn. Và khi mà dùng mascara thì nó nâu nó sẽ sáng hơn, thì cái mặt của mình nó sẽ lạ hơn và nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì chị đang đi những cái miếng cuối cùng. Thì mọi người thấy là hồi nãy lên đó thì cái màu nó tươi, nhưng mà bắt đầu thì màu bây giờ nó nhả ra nó hơi xám xám. Ủa? Chị Hen. Chị Hen. Sao mà cứ quay không xin phép vậy? Xin phép gì? Quay phải xin phép. Mày nghe xin phép chứ. Rút đầu rồi mà. Chị Hen. Nằm cái tướng. Ủa sao mày cái cổ gì nhăn vậy chị Hen? Tại già, đợi mày sáng giờ già. Không phải già đâu, tự nhiên mày tự mày nhận mày già gì. Chắc ung bú đâu mày nè. Dại đi, giả cái mỏ mày về. Chị Hen, chị Dung. Mắm tôm. Lát em bún đậu. Rồi, chân mày lên màu nâu rồi nè, thấy chưa mọi người? Nâu sáng tưng luôn. Được nghe chị Hen. Trời ơi, thấy gì đó vậy đi. Tôi đang ủi tóc mọi người ạ. Sung sướng ủi tóc. Mình có bị ngủ mà. Hôm bữa khúc này vô tao ngủ được 15 phút á. Xuất sắc. Đẹp anh. Đẹp nha. Đẹp. Ê mọi người ơi, tôi nôn quá mọi người, đẹp nha mọi người. Mới đầu tôi sợ bị giống như là bị phèo, nhưng mà thật sự là đẹp. Yeah. Yeah. Mọi người nhìn cái màu chân mày nè mọi người, xuất sắc luôn mọi người. Nó match với lại cái tóc không? Đúng không? Nó nâu sáng á. Sorry khúc này hơi ồn nha. Mỏng cái này đúng không anh? Thôi. Bây giờ sẽ đến chuyên mục là cắt tóc. Và cái gu của tôi muốn á mọi người là nó sẽ móc móc bên đây nè mọi người, hiểu không? Đó, cho nó Trung Quốc. Tôi là tôi mê cái gu mà kiểu Taiwan, Đài Loan, Trung Quốc, China rồi đó. Mọi người thấy như thế nào mọi người? Ôi. Right to Miss Universe đúng nghĩa luôn nè. Không, cái đó hơi ghê. Kim Duy Nguyễn Huỳnh Kim Duy. Ôi mọi người, ưng nha mọi người. Cái mặt của tôi cảm giác như là nó sáng nó mấy tông á mọi người, nhìn nè. Cái chân mày nữa nè. Cái này là tại vì đang, có nghĩa là nếu mà nó hoàn hảo hơn á thì là sẽ lấy thêm chì kẻ để mà kẻ những cái nơi mà thiếu cái lông mày. Nói chung thì là chiều mai tụi tôi sẽ đi chụp hình. Nói chung thì sẽ làm lại, sẽ đẹp hơn. Tại vì còn thiếu chân mày nữa, cái mặt sáng nhìn nó cũng hơi ghê. Nhưng mà mọi người chỉ tập trung vào cái tóc với là cái màu chân mày nha mọi người. Ôi phúc. Ok không? Ok. Ôi đẹp quá hả? Ơi mọi người, nhìn nè. Ôi trời ơi, xuất sắc luôn á trời. Chắc chút nữa đi ra ngoài đường khỏi trời nóng bảo hiểm. Đi từ đây về quận 7 á mọi người sẽ nhiều người gặp hơn. Ôi cái màu chân mày cũng đẹp rồi mọi người thấy chưa? Những màu chân mày nè. Đó. Em định không cần đội luôn. Khỏi đội luôn, đi ngoài đường cho người ta thấy.
có bị bắt lên chiếc xe mà chiếc xe thùng á, mày ngồi gọi cho nó chở đi vòng vòng. Rồi chị đâu? Rồi chị đi đâu mà chị đám cưới hả? Không có, uống tối xong về nhà. Em gái hả? Chị 21 là chị đi cỡ Caravel rồi đó, gặp mấy bạn em đứng đây nè. Caravel rồi nè, đó tạc hai giá rồi đó bạn chị. Hai cái gì vậy? Ừ, đứng ở hông, đứng ở dưới đợi. Thôi mày chở qua bên Cung Sơn rồi đó. Đứng ké thôi chị. Chứ bên khu Trung Sơn. Báo chí ở đâu vậy chị ha? Báo chí phút nào vậy chị ha? Dạ rồi, ok chị. Tại vì á, sắp tới là mình sẽ làm việc với lại báo chí rất là nhiều. Rất to meet universe mà mọi người. Cho nên thì bây giờ mình phải tập làm quen với lại những ánh đèn flash nữa. Dạ rồi, thấy chưa? Có trợ lý rồi luôn, thấy chưa? Dạ trời ơi, xuất sắc Phúc. Trời ơi. Biết sao mà sao quá anh ơi. Bị ké không? Cái đẹp chơi anh gì? Kê kiếp này lộn xộn quá nha. Vô lên thảm đỏ mà giờ tới giờ lui nè. 1, 2, 3, quay nè. Tuyệt vời quá anh ơi, đẹp trai. Em quen rồi. Em chụp bên này. Rồi 2, 3. Rồi, bắt đầu đi. Quá thần thái. Quá hay. Anh có chặt anh em. Ngon. Có, ngon liền. Hiểu không? Hỏi trả tiền. Đỡ ghê, làm xong tóc đứng quay clip hỏi cần trả tiền. Quá tuyệt vời. Đó, thấy chưa? Xuất sắc. Rồi. Ơi, chơi chung là phải chơi tới như vậy nha. Đang giữ nếp. Đang giữ nếp để ngày mai đi chơi đúng không? Đúng rồi. Mày để tóc này biết giống Mai không? Elsa hả? Không phải, giống chị Taylor Swift. À, mày mặc bộ đồ thì biết đi bia nhưng mà cái tóc mày thì Taylor Swift. Rồi bây giờ thì tôi sẽ kết thúc cái chuyên mục làm Kim Duy với lại chị Hen sẽ kết thúc cái chuyên mục làm tóc ở đây để cùng với mọi người đi đến một địa điểm nữa để makeover thêm hình ảnh của mình cho nó hoàn hảo thêm. Mọi người hãy cùng chờ đợi Kim Duy với lại chị Hen nha mọi người. Ok. Bé là bye bye cái chị Hen, bye bye cái. Đứng tạo dáng này đi. Đứng tạo dáng này cái. Đứng bên kia sẽ thấy tóc chị ơi. Bên kia kìa, xích qua một chút, chị xích qua phiền chút. Chị xích qua bên phải, ra ngoài chút, ừ đúng rồi đó. Ừ. Hello, Kim Duy xin chào mọi người. Thì bây giờ đã qua một ngày mới rồi. Thì lý do vì sao mà không có cái đoạn là đi mua len? Tại vì hôm qua khi mà Duy với lại chị Hen làm xong thì quá trễ. Thì những cái chỗ mà bán len mà tụi tôi cần mua thì nó đang nghỉ bán rồi. Cho nên thì hồi sáng nay cũng rất là may mắn khi mà tôi kịp đặt len nha mọi người. Thì đây mọi người thấy mọi người cái màu len này thì thật sự là tôi không có sự lựa chọn. Đáng lẽ là tôi sẽ chọn một cái màu nâu sáng, nhưng mà do hết rồi cho nên cái màu này nó hơi là màu xám, nhưng mà nó cũng không có quá sáng. Thì đợi đợt sau update thì nó sẽ đẹp hơn một xíu. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn vào chân mày và tóc. Cái mái tóc này mọi người hôm qua đến giờ chưa gội đầu luôn mọi người. Và nó còn giữ nếp như y hôm qua anh kia tạo kiểu cho mình nha mọi người. Nè, thấy không mọi người, xuất sắc. Thì bây giờ tôi đang ngồi ở Starbucks Taka. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên khi mà Sài Gòn cho các quán ăn ngồi lại nha mọi người. Thì tôi đang ngồi chị Hen lên. Tôi đang đợi chị Hen. Tí nữa tầm khoảng 4 giờ chiều thì chị Hen sẽ lên. Sau đó thì Kim Duy với lại chị Hen sẽ đi chụp, gọi là chụp quảng cáo cho cái mái tóc mới này mọi người. Chụp quảng cáo tự tôi tự chơi vậy đó. Thì tôi sẽ vlog lại khi nào mà có chị Hen nha mọi người. Nhưng mà nói chung thì mọi người nhìn tổng thể như thế nào mọi người. Sáng giờ tôi quay rất là nhiều cái story rồi. Và rất là nhiều bạn vô khen tôi đẹp mọi người. Rất nhiều người rep story khen tôi đẹp. Mọi người nhìn nè mọi người, thấy không? Cái mái tóc nó lên màu thật sự là tôi rất là mê. Cái chân màu nó mát. Trời ơi trời. Mọi người, thật sự là tôi nói thiệt với mọi người, thật sự là tôi quá ưng với lại cái hình ảnh này. Cái hình ảnh này gọi là Rat to Meet Universe là chặt chém. Thì tôi sẽ quay cái outfit hôm nay khi mà ăn mừng Sài Gòn cho ngồi lại xương xương nha mọi người đây. Nếu mọi người đã xem cái vlog Zara House thì mọi người biết cái áo khoác jean này nó chỉ có 399.000 thôi mọi người. Và nếu mọi người hay xem vlog của tôi thì mọi người biết đây cái áo thun của Kenzo tôi mua cái này 4 triệu mấy, lần nó cũng hơi mắc một xíu. Và lần đầu tiên tôi mang đôi di dị ở Sài Gòn nha mọi người. Đây, đôi di dị của tôi. Tôi chỉ mang đúng cái đôi này đúng một lần ở Hà Nội quay cái vlog. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay có dịp phải lựa được bộ đồ phù hợp thì mới mang được đôi di dị. Và thêm một cái túi Gucci bell bag để hoàn thiện cho bộ outfit ngày hôm nay.
cái outfit dùng để đợi chị Hen. Thì thế là chị Hen cũng đã đến được chỗ cùng với lại Kim Duy rồi. Thì đầu tiên á là cho Duy xin gửi lời chào đến với chị Hen một xíu nha. Là má nó chị đi từ quận 7 lên quận nhất mà chị đi 1 tiếng đồng hồ chị mới tới. Ủa nó lên chạy nửa tiếng mà. Trời ơi trời, chị Hen ơi, chị làm kỳ quá nhỉ, chị Hen xỉn. Thì chị Hen, từ hôm qua đến giờ á, khi mà em up những hình ảnh này lên story á, thì rất là nhiều bạn khen luôn. Và hôm nay trong một cái bộ dạng, trong một cái gọi là cái look hoàn hảo nhất, thì chị đánh giá em về phần nhìn như thế nào? Sao quá. Mày giỡn mặt cái tao đi nha. Mệt đó mọi người, cứ bắt khen hoài, khen nào mà nghe chán cái gì hết trời. Ôi mọi người ơi. Ôi bạn đẹp quá, trời ơi, đẹp bạn quá trời đẹp luôn. Ôi mọi người ơi. Đẹp quá đi. Ôi mọi người, tôi thiệt chứ mọi người. Đẹp. Mày nha. Ơi mọi người, tôi nói thiệt với mọi người là phải nhắc lại một lần nữa, tôi đã nhắc rất nhiều lần rồi là tôi rất là ưng với lại cái diện mạo, cái layout này của tôi nha mọi người. Mà gọi là sao ta? Cái dạo miệng là cái gì đây? Và mọi người biết sao không? Nhà đầu mà tối đang ngủ bật dậy để vệ sinh cái đứng nhắm chung kiến đúng không? Tối đang ngủ, mắt đái, nếu mà bình thường lúc đó nửa đêm tôi sẽ suy nghĩ là có nên đi đái không hay là ngủ tiếp. Nhưng mà nửa đêm tao dậy mày, tôi đi đái mà trong cái cơn tỉnh luôn nha. Tao bật đèn, tao nhứng ngắm tao trong gương. Trời, cái da tao nó sáng. Trong cơn mê, tao trong cơn tỉnh. Ừ đúng vậy, nói chung là có nghĩa là sáng mà sáng bật tông luôn á mọi người. Thì mọi người thấy là cái layout này nó rất là ok nha. Rồi thì bây giờ thì Kim Duy với lại chị Hen đang chuẩn bị ăn cái một quán đồ Thái ở trên Taka. Và hồi nãy thì Duy với lại chị Hen đã kịp chụp được rất là nhiều tấm hình mà mình nghĩ là nó khá là đẹp mọi người, mặc dù mình chưa có hình lại luôn. Ê, tôi phải kể lại một câu chuyện nha mọi người. Có nghĩa là cái bữa mà hồi tuần rồi chị Hen đi nhuộm tóc, thì chị Hen đặt lịch chỗ làm tóc á, là chị Hen đặt là thứ năm chị Hen làm. Thì cái thứ sáu chị Hen làm xong, cái chị Hen rủ tôi là bây giờ có đi nhuộm không. Nhưng mà mọi người biết bản thân tôi là tôi không có thích nhuộm thật sự, đấy là mình không bao giờ mình nhuộm luôn mọi người, mình không thích nhuộm, đặc biệt là nhuộm những màu to màu sáng. Tại vì sao? Tôi sợ nhuộm nên tôi thành cái kiểu như là màu bá dơ nên tôi không dám mượn nhuộm. Xong chị Hen nói bây giờ đi nhuộm đi, cái tôi nói là tôi phải suy nghĩ kỹ lắm, cái tôi mới nói là thôi đặt luôn đi. Thì cái lúc mà đặt á, thì là lúc đó là đặt thứ năm, là chỉ có một mình chị Hen được làm thôi, tôi không có được làm. Cái hôm nó bị full rồi, full đó. Chỗ. Thì cái chị Hen mới nói, xong rồi cái chị Hen nói tôi bây giờ thứ tư được không? Cái tôi nói ừ cũng được. Xong rồi cái tôi suy nghĩ lại, không làm, tại vì làm biến quá, làm một mình không đi. Cái chị Hen nói vậy nè, không mấy mày làm đi, tao đi chung. Đó, thì tính ra. Đẹp cho nó, mấy mày làm cho mình vậy đó mọi người. Thì tính ra là trong vlog này là phải cảm ơn chị Hen, tại vì thật sự là 100% nhờ chị Hen đốc thúc thì tôi mới làm. Mà khi mà tôi định làm á, chị Hen phải chấp nhận là đi chung, ngồi đợi tôi 5-6 tiếng đồng hồ đó mọi người. Trời ơi, xuất sắc nha. Nhưng mà nói chung thì là ghen cái quá thành công trong cái layout này mọi người ơi. Thành công thiệt, thành công thiệt. Mọi người nghĩ là khi mà mọi người xem, mọi người thấy cái bản mặt của tụi tôi là mọi người biết là tụi tôi đang hứng khởi đến rất là vui cỡ nào rồi mọi người. Tôi chỉ hối hận một điều thôi, không làm sớm hơn. Không làm sớm hơn. Rồi, bye bye mọi người. Tí nữa nhớ xem hết clip để coi sụt được mấy cái món ăn. Rồi, bye bye. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và mọi người hãy nhớ luôn luôn ủng hộ Kim Duy cũng giống như là chị Hen cho những cái lần sắp tới. Đặc biệt là một cái chuỗi. Tôi nghĩ là từ bắt đầu khúc này thì là những cái vlog mà thay đổi hình ảnh của tôi hơi bị nhiều nha. Đúng không? Nghĩa là sẽ có, tại vì với cái layout này với laptop này thì chắc chắn là về cua thời trang hay là về tất cả mọi thứ tôi sẽ làm nhiều hơn về những cái content về fashion, về thời trang, về làm đẹp. Cho nên thì rất là hy vọng là mọi người hãy đón xem những cái chuỗi series Road to Miss Universe này của Kim Duy. Một lần nữa thì Kim Duy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Có thể tập đi kéo chừng. Ê, nói lại lần luôn. Từ vlog này, rap name của tụi tôi Duy Over. Thôi tổng hết tên nó Rio Question. Tự đặt không à. Đó rồi, ok, bye bye mọi người. Nhớ bấm đợi cuối cùng để xem mấy cái món đồ ăn rất là ngon. Bye bye.